Rồi ok, chào anh em nha. Thì hôm nay Đạt là sáng nay thì mình đi công chuyện mà có khách thuận trên đường mình đi luôn. Mình giao cho khách là 6 bộ nồi của Rim Thái nha anh em nha. Đây 6 bộ nồi Rim Thái nha anh em. Đây trong này có 6 bộ thôi. Trong xe chả có chở ai hết á, chả Đạt đi công việc thôi. Thì có 6 bộ nồi Rim. Thì đây mình sẵn mình giới thiệu cho anh em luôn. Nồi Rim Thái thì bữa giờ anh em cũng kêu là mình lên sóng đi cho anh em coi thì được anh em chốt. Thì nó hẳn với anh em là nồi Rim Thái là bán sòn sòn luôn em ơi, liên tục luôn. Đây ha, đây là nồi Rim Thái này. Mình sẽ quay cho anh em coi một chút. Tại vì mình không có điện quay nhưng mà lỡ lấy ra rồi thì quay cho anh em coi luôn. Đây, đây là bộ nồi Rim ha. Đây, đây là bộ nồi Rim Thái này anh em. Thì cái bộ nồi này đặc điểm của nó là bộ nồi này nó rất là đẹp và nó là đúng nồi Rim Thái luôn. Chứ không phải cái nồi dạng nồi fake, nồi đẻo mà như các anh em chúng ta hay bán là tầm 700 á, là một số cái nồi đó là nồi đẻo thôi. Thì nồi đó nó chỉ là độ chế lại để cho anh em chúng ta gắn vào thôi. À, còn cái đây cái nồi là nồi Rim Thái zin nè. Đây nha anh em nha, nồi là nồi Rim Thái zin nha. Đó, nên là anh em cứ yên tâm. Rồi, dẹp bớt sáng xuống. Rồi. Thì cái nồi này là đúng nồi Rim Thái nha anh em. Nên là anh em cứ yên tâm. Mình lên xe là nó rất là chọn nha. Đây. Thì đây là cái nồi Rim mình tranh thủ mình đi giao cho khách thì mình quay cho anh em luôn. Quên lấy cái đồ cắt ha. Cắt bằng cái chìa khóa này luôn đi. Rồi. Cắt bằng chìa khóa xe ô tô luôn. Vẫn cắt được nha. Thì nói chung anh em là cái nồi này anh em là anh em cứ yên tâm. Cái này là mình đi giao cho thợ nha. Anh này là mua 6 bộ là mình thợ nha, chứ không phải là đấy nha. Đây nồi Rim Thái này, mã này. Đấy, made in Thái Lan nha anh em. Đây nồi là nó sẽ được bọc ở trong cái giấy gói Nhật này luôn, rất là xịn sò nha. Thì cái này mình cũng đã giới thiệu cho anh em nhiều lần rồi. Cái giấy gói này là giấy gói của Nhật nha anh em nha. Đó. Nó nghĩa là nó nhập từ Nhật về và xong nó đóng gói ở Trung Quốc. Quên, nó đóng gói ở Thái Lan và nó xuất đi. À, đóng gói ở Thái Lan nha, lộn hoài. Đây, đây nha anh em. Đây là cái chuông nha, chuông này. Đây là chuông nha. Chuông này á thì trên chuông nó sẽ có chữ GN5 này. Đó. Đó. Chuông thì đẹp cực kỳ rồi. Chuông là chuông đít dài nha. Đó, chuông là chuông nhông dài nha anh em. Anh em thấy ha, nhông nó dài nha, rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp luôn em ơi. Em nhìn này. Mê luôn ha. Rồi ok. Tiếp theo là đến cái phần này là nồi sau này. Đây cái này là nồi sau nha. Hộp này hộp nồi sau. Tại vì là chuông chắc chắn hộp này hộp nồi sau rồi. Đây. Mở cho anh em coi nha. Đây. Đây là nồi sau nha anh em. Nguyên bộ luôn. Nguyên bộ nồi sau nha anh em. Đây. Cái nồi sau này thì nó điều đặc biệt của nó là nó đúng mã theo xe luôn. Nó y hệt mã theo xe luôn chứ nó không phải là mã mới nha. Ngày trước nó mã mới nó chỉ có chữ FCC thôi. Nhưng mà cái nồi này á là nồi có mã theo xe luôn. Y hệt theo xe luôn nha. Nói chung là anh em cầm bộ nồi này với nồi theo xe là y hệt nhau không khác vậy đó. Cũng quấn ở trong cái giấy gói Nhật luôn này. Rất là xịn nha. Đó, thì mình sáng nay mình đi xuống chỗ kia thì có đi ngang qua nhà khác đó. Thì mình soạn đơn ra thì mình thấy ngang nhà khác này 6 đơn thì 6 bộ thì thôi mình bỏ lên xe mình đi luôn. Đây, nồi là nồi GN8 này, đúng mã rồi này. GN8 này anh em thấy không? Đó. Đúng rồi nha, đúng mã luôn nha. Và đây là mã AAP GN5 này. Đây anh em thấy chưa? Khiếp không? Nhìn đã không? Đã đời luôn. Rất là đẹp nha anh em nha. À, chấm ốc này kia hết cho anh em này. Về là anh em chỉ việc cắn vô là xài thôi nha. Đó. Rất là đẹp. Và cuối cùng cũng là cái mà mình muốn nói tới nhiều nhất, đó chính là cái bộ ba càng của nó. Và bộ ba càng của cái bộ này nó chất mà không, nó thật sự với anh em là anh em nhìn lại anh em thấy phê luôn, đã luôn nha. Vì sao mình sẽ giới thiệu cho anh em. Bộ nồi này thì anh em đã gắn rồi và cam kết với anh em là rất là ngon nha, rất là ngon, chạy bốc êm mượt y là nồi theo xe luôn, chứ không có phải là giống như cái kiểu nồi mới anh em ha. Nồi mới mà anh em để ý, nồi mới mà của quen pha này kia bây giờ anh em chạy nó sẽ bị cục giật ha, chạy nó rất là khức. Còn cái bộ này là nó êm luôn. Đây bố Nhật luôn. Đây cho anh em coi, đẹp lắm anh em ơi, nhìn là
này không kết nữa thôi luôn á. Anh nhìn nha. Ui. Quá đã luôn em. Quá đẹp. Bố đẹp lắm. Này. Anh em nhìn được bố này. Chất chưa? Quá chất luôn ha. Quá đẹp luôn. Đó. Bố ba càng này là bố ba càng Nhật nha em nha. Không phải nói đến vấn đề chất lượng nha. Cực kỳ đẹp. Anh em nhìn cái màu đen của nó này. Thấy chưa? Nhìn đẹp ghê không? Đó. Quá đã luôn ha. Đấy, cái bộ này cũng chính là cái bộ tâm tâm điểm của cái bộ nồi này luôn. Trái tim của bộ nồi này là nhờ cái bố này nữa. Thì cái giá của cái bộ nồi này là 2.150.000 nha anh em. Đó thì anh em chúng ta sở hữu được một cái bộ nồi mới tinh, mới 100% như thế này. Thì theo mình thì nó rất là xứng đáng để anh em chúng ta có thể mua về và anh em sử dụng nha. Nói chung cái giá này thì quá tốt rồi, cũng không có gì để mà bàn cãi với lại vấn đề cái chất lượng của bộ nồi này nữa. À, giá 2.150.000. Thì nãy giờ mình quay clip cho anh em, và bây giờ mình sẽ lấy một bộ khác để mình bỏ thay cái bộ kia và mình đi giao cho khách nữa. Thì 6 bộ thì anh em nào mua sỉ từ 5 bộ, 6 bộ thì giá nó rất là tốt luôn. Ít nhất là sẽ bớt được cho anh em khoảng 7-80 rồi. Cho nên là nếu mà anh em có nhu cầu mua về để anh em chúng ta kinh doanh lại hay này kia cũng rất là ok luôn ha. Đó, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể quan tâm. Đấy, bộ nồi này thì bên Đạt bán là 2.150.000 nha anh em nha. Bộ nồi thì Đạt bán 2.150.000, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.